Trời mưa rất to tại sân vận động Thống Nhất đã khiến cho đội tuyển U22 Việt Nam không thể hiện được 100% năng lực trước đối thủ yếu Timor Leste. Dù vậy, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vẫn giành chiến thắng đậm 4-0. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên của đội tuyển U22 Việt Nam đã tỏ ra hài lòng. Đặc biệt, ông đánh giá rất cao tam giác tấn công Tuấn Anh, Công Phượng và Quang Hải. Ở hiệp 1, cái lượng mưa nó lớn quá. Thế nên đội tuyển mình mất đi lối chơi. Rất tốt là cầu thủ tôi đã tuyệt đối chấp hành những cái mà tôi đề ra. Tôi nghĩ là những bàn thắng của Công Phượng đó là giải tỏa sức ép tâm lý rất tốt cho cầu ấy. Các cái tam giác nhỏ được tạo liên tục giữa Công Phượng với Quang Hải và Tuấn Anh là các cái buổi tập trước ngày thi đấu thì đã rất nhiều lần có những cái bàn thắng xuất phát từ phía bên cạnh đó. Lúc mà thấy Quang Hải vào đó thì cái đường tấn công ở phía bên cạnh trái của mình nó khởi sắc nhiều hơn, có cái đồ nguy hiểm nó nhiều hơn. Và những cái bàn thắng mà cầu thủ đưa lại đó thì những cái đó là nỗ lực của họ rất lớn. Tôi nghĩ là chúng ta nên ghi nhận họ và phải cố gắng động viên họ để trận sau thi đấu tốt hơn. Sút căng nhưng cũng có thể thực hiện kỹ thuật Panenka. Và không có sai lầm nào của Công Phượng. Phút thứ 71. Duy Mạnh. Đây là Tuấn Anh. Tuấn Anh dứt điểm.